Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách chúng ta sẽ thêm cái tên miền vào trong cái Hosting A2. Và cái bước kế tiếp nữa là chúng ta thực hiện cái việc cài đặt cái trang WordPress trên Hosting A2. Và sau cùng là trỏ cái tên miền từ Namecheap sang Hosting A2. Thì trước tiên chúng ta thực hiện cái việc thêm cái tên miền từ Namecheap vào trong cái Hosting A2. Chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta vào trang quản lý control panel của Hosting A2. Chúng ta kéo chuột xuống phần domain, chúng ta chọn là add domain. Sau đó chúng ta nhập cái tên miền chúng ta cần thêm vào đây. Thí dụ như tôi nhập cái tên miền là làm giàu.win chẳng hạn. Và chúng ta nhập bắt buộc vào đây, mình nhập lại bắt buộc một lần nữa. Sau đó chọn add-on, add domain, thực hiện chọn add domain, tức là thêm add domain vào để hoàn thành cái quy trình nhập domain vào trong Hosting A2. Cái quy trình thực hiện nhập cái tên miền vào trong Hosting A2 đã hoàn thành. Chúng ta có thể sang bảng điều khiển để chúng ta xem được cái tên miền đã được thêm vào được hay chưa. Và đây là cái tên miền chúng ta vừa thêm vào, đã thêm vào thành công. Bây giờ chúng ta trở ra cái trang quản lý của control panel. Chúng ta thực hiện cái việc cài cái trang WordPress. Chúng ta click chuột vào biểu tượng WordPress để cài. Và chọn vào install để cài đặt cái trang WordPress. Chúng ta chọn giao thức. Và chúng ta chọn một cái tên miền cần cài đặt. Chọn cái tên của cái trang web. Ví dụ như tôi muốn chọn tên trang web là làm giàu thực hành. Và cái mô tả của trang web là kiếm tiền tại nhà chẳng hạn, kiếm tiền online vân vân, cái đó là tùy theo cái sự lựa chọn mô tả của website của mình. Và chúng ta kéo chuột xuống phía dưới cuối màn hình và chúng ta thực hiện cái chọn vào trong cái biểu tượng là install để cài đặt cái website WordPress, chờ cho cái quy trình cài đặt nó thực hiện xong. Thì tùy theo cái đường truyền và nó có thể mất vài phút. Dù là cái việc cài đặt này đã được thực hiện xong nhưng cái website này vẫn chưa có thể thực hiện đi vào hoạt động được, bởi vì chúng ta chưa thực hiện cái việc trỏ từ cái tên miền Namecheap sang cái Hosting A2 này. Như vậy thì cái bước kế tiếp là chúng ta phải thực hiện cái việc trỏ tên miền. Chúng ta vào trong cái trang quản lý của Namecheap, chúng ta chọn vào dashboard. Trong phần dashboard này thì chúng ta chọn cái tên miền mà chúng ta cần trỏ. Đó là cái tên miền là nãy chúng ta mới vừa cài đặt, đó là trên cái tên miền làm giàu.win chẳng hạn. Để chọn vào trong cái manage. Manage này để thực hiện cái việc nhập các thông số của cái name server. Chúng
chúng ta chọn vào trong phần server này, chúng ta chọn cái phần gọi là custom DNS. Ở trong này nó có cái nhập vào cái tên miền là cái name server của Hosting A2. Ở đây là nó có hai dòng, thì hai cái dòng này nó được Hosting A2 cung cấp cho chúng ta khi chúng ta mua cái hosting, hay chúng ta nhập hai lần, sau đó chọn luôn thay đổi. Thì ở trên cái bảng thông báo này nó nói là cái DNS server này có thể là cập nhật trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng ta chịu khó chờ đợi, thông thường thì cái việc cập nhật này nó không mất nhiều thời gian như vậy. Phần lớn thì nó mất khoảng cỡ chừng 15 phút. Chúng ta 15 phút sau thì chúng ta có thể vào, chúng ta kiểm tra, chúng ta vào trong cái email chúng ta đó, chúng ta click vào trong cái thông tin, thì cái việc cài đặt này đã được thực hiện xong. Như vậy thì cái việc trỏ tên miền từ cái name chip sang cái hosting A2 thì nó mất cũng khoảng cỡ chừng 15-20 phút mà thôi. Chúc các bạn thực hiện thành công, và mọi cái thông tin cần trao đổi thì các bạn có thể xem ở phía dưới của cái phần mô tả của cái video này, hoặc là các bạn cũng đừng quên thực hiện cái việc subscribe kênh của chúng tôi để nhận được những cái video hướng dẫn nhanh nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.